cứ tới dịp cuối năm thì người lao động lại háo hức nhận thưởng cuối năm sau suốt một thời gian dài làm việc và phấn đấu. À, có công ty thì sẽ gửi tiền thưởng qua tài khoản, có nơi thì sẽ trao tiền mặt, nhưng cũng có nơi sẽ gửi tặng những món quà bằng hiện vật ạ. Vâng, như mới đây thì cộng đồng mạng Trung Quốc không khỏi ngỡ ngàng trước phần thưởng Tết của một công ty ở thành phố Lạc Lăng, tỉnh Sơn Đông, bởi lẽ các nhân viên xuất sắc ở công ty này được tặng hẳn một mỗi người một chiếc xe hơi mới toanh trị giá hàng chục tỷ đồng. Để chuẩn bị phần thưởng Tết đắt đỏ này, giám đốc công ty là ông Tảo Kiến Bang đã phải bỏ ra tới 15 triệu tệ, tức là khoảng 53,3 tỷ đồng, để mua xe ô tô tặng cho 40 nhân viên xuất sắc nhất. Được biết, 1 phần 3 trong số 40 nhân viên này có độ tuổi còn khá trẻ. Không chỉ vậy, vị giám đốc còn đích thân trao lại chìa khóa xe tận tay cho từng nhân viên một. Nhìn dàn xe mới tinh, bóng loáng mà các nhân viên đều cảm thấy phấn khởi vì bao nhiêu công sức họ bỏ ra đều được nhận lại xứng đáng, thậm chí còn vượt xa ngoài sự mong đợi theo giám đốc công ty món quà tết có giá trị to lớn về cả mặt vật chất lẫn tinh thần như vậy là cách để tuyên dương ghi nhận những nỗ lực của các nhân viên đã công hiến hết mình cho công ty trong suốt một năm làm việc vừa qua thế nhưng dàn xe này chỉ là số ít trong tổng số tất cả các phần thưởng mà công ty sẽ trao cho nhân viên trong dịp cuối năm